Bát sâu, chép tơi nhuyễn, lời ca hay là có thật anh em ạ. Ở đây thì ngày hôm nay em lên cho anh em một bộ combo karaoke gia đình, phù hợp với không gian từ 30 mét vuông trở xuống. Đặc biệt là anh em có thể nghe nhạc bolero trữ tình thì âm bát rất là sâu, lời ca êm tơi và tiếng chép nhuyễn. Cũng như là anh em có thể nghe được cả những cái dòng nhạc mạnh, bởi vì chúng em đã có cài đặt tất cả những cái mode karaoke và những cái mode nghe nhạc sẵn cho anh em rồi. Về chúng ta chỉ việc dùng thôi. Dây dợ cũng đã được tặng kèm sẵn hết rồi, về anh em chỉ việc cắm vào sử dụng thôi. Và em đã có cài đặt cho anh em là quả trầm để trước cái loa và quả trầm để sau cái loa, để làm sao cho nó phù hợp cái delay anh em về anh em cắm lên là âm thanh nó đã đạt được cái mức độ tương đối rồi. Đúng không ạ? Và đặc biệt ở chỗ là ở cái bộ combo ngày hôm nay ở đây thì em đang sử dụng đồng bộ loa full của Goda, loa sub cũng của Goda. Khi đồng bộ như vậy thì nó mới tạo nên được cái chất lượng âm thanh như như em vừa nói là bass sâu, tơi và lực, lời êm ả, trung thực, chép tơi nhuyễn. Đặc biệt là đối với cái đôi loa Goda này thì chúng ta hát karaoke chúng ta sẽ thấy được cái âm xì của tiếng chép. Âm xì nó rất là hay. Tiếng xì quá nhiều luôn. Đặc biệt là khi hát mà nó vẫn nổi lên được cái âm xì. Như một số những cái dòng loa khác thì khi chúng ta hát lên là cái âm xì nó sẽ không thấy nữa. Thì đối với Goda này thì nó đặc biệt là cái lời ca rất là trung thực. Thì tí nữa anh em chúng ta sẽ cùng đi chúng ta cùng cảm nhận âm thanh. Đó, cái này thì không thể chém gió được mà chúng ta nghe thực tế là anh em cũng thấy rồi. Hệ thống ở đây ngày hôm nay thì em đang chạy thì anh em cũng đang nhìn thấy là em đang sử dụng đây loa Goda nhé. Dòng loa của châu Âu, lời ca rất hay, lời ca rất là trung thực, rất tơi anh em ạ, rất tơi. Cái sự phối ghép này thì phải nói với nhau một câu rằng là thật sự chất lượng. Chúng em làm nghề thì nó phải nói rằng ít khi có được những cái sự combo chất lượng như thế này. Khi mà chúng ta lại có được cả sub đồng bộ. Tại sao lại chất lượng như vậy thì đây em mời anh em nhé. Đối với cái dòng loa này thì với những anh em không gian gia đình chúng ta karaoke có cái thiết kế rất là thon gọn và sang. Đặc biệt là lỗ thoát hơi thì ở đằng trước, ngay cái này người ta gọi là lỗ cộng hưởng. Anh em ở đây không nhìn thấy, như đây chúng ta nhìn mờ là sẽ thấy lỗ không hơi đằng trước. Âm chép rất là tơi nhuyễn khi nó thon gọn như này. Bát lại chỉ có 20 thôi. Loa full bát 20 thì đưa vào không gian gia đình nó sẽ không bị ồn âm. Khi âm bát 20 với cái lời ca rất là hay rồi. Bởi vì bát nhỏ thì lời nó sẽ có độ thoát, độ hay. Thì khi kết hợp với âm chép này chúng ta đưa vào rất hay. Nhưng mà có một cái nhược điểm là cái lời ca hay rồi, bát hay, chép hay rồi thì em đã có kết hợp với một quả sub Goda 40 luôn. Đấy, khi mà chạy với một chiếc sub Goda 40 này, đặc biệt là cái chiếc sub này lại là cái chiếc sub gân mút, cho nên là đặc trưng của cái bát gân mút, những quả sub gân mút là âm bát rất là đầm tiếng, rất là mộng tiếng. Đó, rất là mộng tiếng, anh em biết rồi, chúng ta từ xưa nay vẫn nói với nhau là gân mút nó có cái đặc trưng là như vậy. Khi kết hợp như vậy thì nó cho chúng ta thấy được một cái cảm nhận rất là hay mà phù hợp với hầu hết tất cả những cái thể loại nhạc. Đúng không? Phù hợp với tất cả những cái thể loại nhạc. Và gia đình thì quả sub này cũng rất là gọn. Rất là gọn luôn. Đó là một cái sự kết nối rất là nhuần nhuyễn khi mà em có cái chọn lựa này. Đảm bảo cái chất lượng cho anh em phù hợp từ 30 mét vuông trở xuống. Cam kết hay luôn. Đó. Hệ thống thì em sử dụng với đồng bộ của DV Acoustic với các cái hệ thống điện. Mang lại một màu đen này, sang trọng này. Chất lượng thì anh em biết rồi, đẩy em sử dụng đẩy 3 kênh. D2610 phiên bản 2022, cho nên là đã được cải thiện và cập nhật cái chất lượng âm thanh đều dài hơn, đó, đều dài hơn. Càng về sau thì DB càng cập nhật cái chất lượng nâng cao hơn, cho nên là anh em cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Sản phẩm này em đã bán ra thị trường 4 năm nay, chưa có một con nào lỗi. Nhưng đối với hầu hết tất cả những cái sản phẩm mới bây giờ thì đều được bảo hành 2 năm. Anh em hoàn toàn yên tâm mà sử dụng.
đẩy à, vang thì em sử dụng cái vang này, anh em biết không ạ? Quá nổi tiếng. Nói về độ sang trọng, nói về chất lượng âm thanh mượt, về độ dì vợt, hát dễ hát nịnh tiếng thì em nó là số 2, thì chắc không ai là số 3 cả. S700 này thì anh em nào cũng biết về chất lượng của sản phẩm rồi, em xin phép không giới thiệu nữa. Bản thân cái sản phẩm này thì bên em đã có cài đặt sẵn tất cả các mốt rồi và có điều khiển đi kèm. Anh em chỉ việc ngồi từ xa và bấm, ngồi từ xa và bấm. Chúng ta sẽ tận hưởng những cái giây phút thăng hoa của một bộ âm thanh karaoke chất lượng mà lại không phải chạy đi chạy lại. Mic đối với loa này thì cái lời ca nó sẽ tương đối là mộng và có giải lời rất là tốt ở khoảng từ 400 đến 500 và 600. Chính vì điều đó nếu chúng ta phối ghép mic không hợp lý thì sẽ gây nên cái tiếng nó bị thô. Gây nên tiếng bị thô thì em đã có lựa chọn và cân nhắc rất là kỹ khi em sử dụng cái mic K5000 này. Ở cái mic K5000 này khá là đều giải cho nên là khi ghép với loa Gora nó thật sự đưa ra được một cái chất lượng tiếng mic rất là trung thực mà chúng ta không cần phải cân chỉnh gì nhiều. Trong khi đó âm xì, âm nhuyễn và âm bát vẫn rất là rõ ràng. Giải mã DAC5S để em đã có kết hợp với cái giải mã này là bởi vì là giải mã này là một cái giải mã có đầu vào cổng quang kết hợp với Bluetooth, kết hợp luôn cả nâng tiếng, nâng âm bát, âm chép và làm mịn giải lời. Chúng ta nghe nhạc sẽ thấy hay hơn và nịnh tiếng hơn. Vậy nên là em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta cảm nhận luôn cái lời ca chất kết hợp cùng với cả âm thanh của cái bộ này nhé. Ê hê, lời quá hay luôn, tiếng Nga xì quá nhuyễn luôn. Rồi em mời anh em nhé, phải nói là tuyệt vời luôn. Bằng phù phí nhiều khi
Thật sự rất tuyệt vời.